Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, cập nhật những tin tức nóng về tình hình chiến sự ngạo ukraine Báo chí Nga dẫn kênh Telegram chiến sự Mars cho biết, khoảng 1.500 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraina đã bị bao vây gần làng Ogopka ở khu vực Kursk của Nga. Theo kênh này, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy quân đội Ukraina ra khỏi 4 khu định cư trong một ngày: Stepukovka, Mikhailovka, Leonidove và Liubimovka. Vào sáng ngày 11 tháng 10, lực lượng Nga đã giải phóng ngôi làng Novovalovka ở quận Suha. Trước đó, đài truyền hình công cộng Ukraine Supine trích lời Oleksandr Syrsky, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, trong một bộ phim tài liệu phát sóng trong chương trình tin tức chung 24 trên 7 toàn quốc vào ngày 10 tháng 10 cho biết. Quân Nga đã chuyển lực lượng từ các mặt trận khác nơi họ đang tiến hành các hoạt động tấn công tới Kursk. Ông Syrsky cho biết, khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được tái triển khai tới mặt trận Kursk. Vị tổng tư lệnh nhấn mạnh, những hành động này của Liên bang Nga đã làm suy yếu lực lượng Nga ở các khu vực khác trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là trên các mặt trận Zaporizhia, Kherson và Kramatorsk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW vừa ước tính rằng cuộc tấn công của Nga ở Donetsk Oblast có khả năng đạt đến đỉnh điểm trong những tháng tới. Các nhà phân tích chỉ ra rằng Bộ Chỉ huy Quân đội Nga có thể đã chỉ đạo lực lượng của họ thực hiện các cuộc tấn công cơ giới và tốc độ tương đối cao ở Ukraine nhằm đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể trước khi điều kiện lây lội của mùa thu cản trở mọi hoạt động di chuyển của xe bọc thép. Thời tiết xấu đi vào cuối năm 2024 và đầu đông 2024-2025 dự kiến sẽ làm phức tạp thêm các cuộc diễn tập cơ giới và bộ binh. Tuy nhiên, lực lượng Nga có thể sẽ cố gắng duy trì sức ép tấn công ở phía đông Ukraine bất chấp những thách thức này. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, Ruslan Muzichak, báo cáo rằng lực lượng Nga đang tăng cường sử dụng xe bọc thép, đặc biệt ở các khu vực Kharkov và Pokrovsk, để tận dụng điều kiện đường giá và địa hình khô giáo trước khi những cơn mưa theo mùa biến mặt đất thành bùn. Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ tìm cách tăng cường các cuộc tấn công cơ giới này để cho phép lực lượng của họ tiến qua các cánh đồng trống và thiết lập chỗ đứng tại các khu định cư tiền tuyến, sau đó họ có thể sử dụng chúng để tiến hành các hoạt động tiếp theo nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng như chiếm Kurakove hoặc Pokrovsk, cả hai đều ở phía tây của tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đã dựa vào các đơn vị bộ binh nhỏ để di chuyển từ khu định cư này sang khu định cư khác sử dụng các rào chắn gió ở các cánh đồng chống, đặc biệt là trên mặt trận Pogorovsk. Theo Prada đưa tin, Ukraine đã kích hoạt hệ thống phòng không, bán hạ tất cả các máy bay không người lái bay về Kiev trong đêm ngày 10, dạng sáng ngày 11 tháng 10. Thống đốc khu vực Kiev Ruslan Kravchenko hôm 11 tháng 10 cho biết Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhắm vào Kiev. Cuộc không kích kéo dài gần 8 giờ đồng hồ. Ông Ruslan Kravchenko lưu ý rằng các hệ thống phòng không trong khu vực đã được kích hoạt và các mục tiêu đã bị phá hủy. Cùng ngày, không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng một tên lửa đạn đạo Iskander M phóng từ Crimea, một tên lửa không đối không dẫn đường KH-31B từ Biển Đen và 66 máy bay không người lái phóng từ tỉnh Kursk trong đêm ngày 10, dạng sáng ngày 11 tháng 10. Theo cơ quan này, 29 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở Kiev, Cherkasy, Vinnytsia, Sumy, Poltava, Donetsk Petrovsk, Kharkov, Chernihiv và Zhytomyr, trong khi 31 máy bay không người lái khác đã biến mất khỏi màn hình radar, có thể do hệ thống tác chiến điện tử áp chế. Trong khi đó, hai máy bay không người lái đã quay trở lại Nga và bốn chiếc còn lại vẫn trong không phận Ukraine. Trong một diễn biến đang chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 10 đã thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu gồm Anh, Pháp, Italy, và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO kế hoạch chấm dứt xung đột trong bối cảnh kỳ ép đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự của các đồng minh. Tổng thống Ukraine đã gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại văn phòng Thủ tướng Anh để thảo luận Ukraine có được sử dụng tên lửa phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga hay không. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết đã thảo luận vấn đề này nhưng cuối cùng quyết định thuộc về từng đồng minh. Người phát ngôn của thủ tướng Eisstamer khẳng định, lập trường của nước này về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow vẫn không thay đổi tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sẽ hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột bất chấp những khó khăn chính trị của Paris hiện nay. Ông cho biết Pháp sẽ tuân thủ các cam kết, trong đó có 3 tỷ euro, 3,28 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine trong năm nay. Pháp đang huấn luyện và trang bị cho lữ đoàn 3.000 quân của Ukraine và có kế hoạch đưa máy bay chiến đấu Mirage tới Ukraine vào đầu năm 2025. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Paris của Pháp, Tổng thống Zelensky cho biết, hội nghị hòa bình tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và kế hoạch chấm dứt xung đột với đầy đủ chi tiết sẽ được trình bày vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về kế hoạch chấm dứt xung đột khi ở Paris và London, cũng như bác bỏ việc đàm phán về ngừng bắn. Còn tại Italy, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố nước này sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine vào tháng 7 năm 2025. Mặc dù không nhất trí cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình để tấn công Nga, song Thủ tướng Meloni khẳng định Ukraine không đơn độc và chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau khi cần. Tổng thống Zelensky đang có chuyến công du kéo dài 48 giờ tới châu Âu, gồm Anh, Pháp, Italy, Vatican và Đức. Ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 600 triệu euro cho Ukraine cũng như cam kết gói viện trợ quân sự trị giá 1,4 tỷ euro vào cuối năm nay cùng với các đối tác là Bỉ, Đan Mạch và Na Uy, bao gồm thêm hệ thống phòng không, xe tăng, máy bay không người lái chiến đấu và pháo binh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến công du tới một loạt các nước châu Âu để trình bày một kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời thúc đẩy việc sử dụng vũ khí tầm xa có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Sau chuyến thăm Italy, ông Volodymyr Zelensky đã tới Berlin, vốn trong dự kiến để tham dự hội nghị Ramstein do Mỹ khởi xướng cùng với các đồng minh châu Âu để tìm kiếm nguồn hỗ trợ bổ sung quân sự và tái thiết cho Ukraine. Tuy nhiên, hội nghị này đã phải hủy bỏ vào phút chót do Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn chuyến đi để giải quyết các hậu quả do cơn bão Milton. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Quyết định này là một thông điệp gửi tới Nga rằng phương Tây sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine. Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, nhưng Đức cũng là quốc gia phản đối việc trang bị tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine để tấn công Nga. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quân đội Israel IDF ngày 11 tháng 10 cho biết, còi báo động đã vang lên ở một số khu vực miền trung nước này do có sự xâm nhập của máy bay thù địch, đồng thời tuyên bố rằng đang xem xét tình hình một cách cụ thể. Trong một tuyên bố khác, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định việc có thể nghe thấy một số tiếng nổ do các nỗ lực đánh chặn hoặc do thiết bị rời. Cũng trong ngày 11 tháng 10, lực lượng Hezbollah của Liban đã kêu gọi người dân Israel tránh xa các địa điểm của quân đội Israel tại các khu dân cư ở phía bắc đất nước. Tuyên bố bằng tiếng Aran và tiếng Hebrew của nhóm này chỉ rõ, người dân Israel không nên đến gần các cuộc tụ họp quân sự này để bảo toàn tính mạng. Trước đó, quân đội Israel cũng cho biết hơn 20 quả rocket đã được bắn vào miền Bắc Israel liên tục trong một giờ. Nhiều rocket đã bị đánh chặn và một số rơi xuống khu vực chống trải. Sau khi Israel tiêu diệt loạt thủ lĩnh hàng đầu của phong trào Hezbollah, một số nguồn tin thân cận cho biết Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở miền Nam Liban với việc thành lập Bộ Chỉ huy Quân sự mới. Theo nguồn tin, Bộ Chỉ huy Quân sự mới sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo tấn công bằng hỏa lực rocket và tấn công trên bộ Hai nguồn tin gồm một chỉ huy chiến trường của Hezbollah và một nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết Bộ chỉ huy của Hezbollah đã bị gián đoạn trong vài ngày đầu sau vụ ám sát thủ lĩnh Nasrallah hôm 27 tháng 9. Ông Nasrallah cùng các nhà lãnh đạo Hezbollah khác và một chỉ huy của Iran đã bị ám sát trong cuộc tập kích của Israel ở Beirut. 72 giờ sau đó, các tay súng Hezbollah đã thành lập một phòng hoạt động mới. Theo các nguồn tin, trung tâm chỉ huy mới vẫn hoạt động bất chấp các cuộc tấn công của Israel nghĩa là các tay súng ở phía nam có thể bắn tên lửa và chiến đấu theo lệnh của trung ương chỉ huy chiến trường của hezbollah cho biết các tay súng có thể linh hoạt thực hiện các mệnh lệnh theo khả năng của mặt trận vị quan chức này mô tả bộ chỉ huy mới là một vòng tròn hẹp tiếp xúc trực tiếp với chiến trường rất hiếm khi một chỉ huy chiến trường của hezbollah phát biểu với giới truyền thông quốc tế ông cho biết bộ chỉ huy mới hoạt động hoàn toàn bí mật và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thông tin liên lạc hoặc cấu trúc của bộ chỉ huy một nguồn tin của Liên Hợp Quốc cho biết, trong sáng ngày 11 tháng 10, binh sĩ Israel một lần nữa nổ súng vào một đài quan sát tại đại bản doanh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNIFIL ở khu vực Nakura, phía nam Liban, giáp biên giới Israel. Vụ tấn công khiến hai binh sĩ của UNIFIL bị thương, song chưa rõ mức độ nguy hiểm. Nguồn tin cũng không đề cập đến loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua, quân đội Israel tấn công vào căn cứ chính của UNIFIL ở phía nam Liban Trước đó hôm 10 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban cho biết, hai nhân viên của họ đã bị thương sau vụ xe tăng Israel bắn và đâm vào một tháp canh trong đại bản doanh của UNIFIL. Đây là lần đầu tiên quân đội Israel bị cáo buộc khai hỏa vào lực lượng này kể từ khi Israel triển khai chiến dịch tấn công bộ binh vào miền Nam Liban từ đêm 30 tháng 9. Nhiều quốc gia như Indonesia, Italy, Pháp, Canada đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ tấn công. Quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc sáng 11 tháng 10. Ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Liban Nayib Mikati đã hối thúc Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah ngừng bắn ngay lập tức. Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Mikati cho biết Bộ Ngoại giao Liban sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành nghị quyết kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Ông Mikati khẳng định cam kết của chính phủ Liban tuân thủ nghị quyết 1701 được thông qua vào năm 2006 nhằm hỗ trợ quân đội Liban giữ cho khu vực biên giới phía nam với Israel không có vũ khí hoặc không có lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của chính phủ Liban. Ông cũng cho biết Hezbollah đồng thời triển khai binh sĩ ở biên giới với Israel như một phần của lệnh ngừng bắn. Theo một nguồn thạo tin, Hezbollah đã thông báo với chính phủ Liban rằng lực lượng này chấp nhận lệnh ngừng bắn với Israel vào ngày 27 tháng 9, cùng ngày thủ lĩnh Hassan Nasrallah của họ thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Hezbollah trước đó tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu cũng có lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở dài Gaza. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X mới đây, phát ngôn viên Houthi Jaja Sari cho biết, lực lượng vũ trang Yemen đã tiến hành hai hoạt động quân sự, trong đó hoạt động đầu tiên phóng 11 tên lửa đạn đạo và hai máy bay không người lái UAV vào tàu chở dầu Olympic Spirit của Mỹ ở Biển Đỏ gây thiệt hại trực tiếp và nghiêm trọng cho tàu. Theo người phát ngôn, trong vụ tấn công thứ hai, Houthi đã bắn hai tên lửa hành trình vào tàu chở hàng St. Jones ở Ấn Độ Dương vì công ty sở hữu tàu này vi phạm lệnh cấm cập cảng ở các vùng đất của Palestine đang bị quân Israel chiếm đóng. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có những tuyên bố cứng rắn về cam kết chống lại người nhập cư nếu đắc cử. Theo tờ The Guardian ngày 11 tháng 10 đưa tin, trong bài phát biểu tại thành phố Aurora, bang Colorado, ông Trump thông báo về chiến dịch Aurora nhằm chống lại người nhập cư. Ông Trump cho biết, ngay sau khi nhậm chức, chúng tôi sẽ có chiến dịch Aurora ở cấp liên bang nhằm đẩy nhanh việc loại bỏ người nhập cư. Ông cũng nhấn mạnh, Điều này sẽ bao gồm sử dụng đạo luật kẻ thù nước ngoài năm 1798. Đạo luật này cho phép bắt giữ và trục xuất người không phải công dân Mỹ trong thời chiến, hoặc nếu Tổng thống đương nhiệm tuyên bố đất nước đang xảy ra cuộc xâm lược. Ông Trump cho biết, tôi kêu gọi áp dụng án tử hình đối với bất kỳ người di cư nào sát hại công dân Mỹ hoặc nhân viên thực thi pháp luật. Cựu Tổng thống còn tuyên bố sẽ đề xuất dự luật cấm tất cả thành phố trú ẩn, thuật ngữ chỉ những khu vực có chính sách bảo vệ người nhập cư không giấy tờ động thái trên đã bổ sung vào lập trường cưng rắn của ứng viên tổng thống đảng cộng hòa về vấn đề nhập cư trong kỳ bầu cử năm nay là người phản đối làn sóng nhập cư trái phép ông trump coi việc người di cư ồ ạt đến mỹ như một cuộc xâm lược cựu tổng thống mỹ gần đây cũng từng mô tả người nhập cư bị tình nghi trong các vụ giết người mang gen xấu ông nhiều lần tuyên bố sẽ thực hiện cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử mỹ nếu quay lại nhà trắng Liên biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10 tháng 10 đã vận động tranh cử cho ứng viên của Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris tại trường Đại học Pittsburgh, bang Pennsylvania nhằm kêu gọi cử tri trẻ tuổi tham gia bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Sự kiện này đã khởi động làn sóng vận động tranh cử cho bà Harris mà cựu tổng thống Obama dự định tiến hành tại nhiều bang chiến địa trong những tuần tới. Trong bài phát biểu tại trường Đại học Pittsburgh, cựu tổng thống Obama đã đưa ra các tuyên bố chỉ trích ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump cùng những lập luận ủng hộ phó tổng thống Harris. Ông cho rằng cựu tổng thống Trump chỉ quan tâm đến cái tôi và tiền bạc, trong khi nhấn mạnh bà Harris trưởng thành từ tầng lớp trung lưu và tin vào các giá trị Mỹ. Thanh niên là một trong những nhóm đối tượng mà chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris nhắm đến với hy vọng có thể góp phần đưa bà đến chiến thắng. Tuy nhiên theo dữ liệu khảo sát cập nhật của Đại học Tufts vào tháng 9, số lượng cử tri trẻ tuổi đăng ký bỏ phiếu ở 34 bang đã giảm so với 4 năm trước. Theo đó, số cử tri trong độ tuổi từ 18 đến 29 đăng ký bỏ phiếu tại Pennsylvania vào tháng 9 thấp hơn 15% so với ngày bầu cử năm 2020. Do đó, việc cựu tổng thống Obama tham gia vận động tranh cử được cho là có thể giúp lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trẻ trong giai đoạn cuối của chiến dịch. Ông Obama là người ủng hộ mạnh mẽ Phó tổng thống Harris Kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ và cũng đã nhiều lần hỗ trợ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ như bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Ông Obama không phải là cựu tổng thống duy nhất mà chiến dịch tranh cử của bà Harris dự định mời tham gia vận động. Ngoài ông Obama, cựu tổng thống Bill Clinton cũng dự định dừng chân ở bang Georgia vào ngày 13 đến 14 tháng 10 trước khi lên đường đến Bắc Carolina nhằm tiếp cận các cử tri ở vùng nông thôn. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, ngày 11 tháng 10, Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Hàn Quốc đã điều máy bay không người lái để giải một lượng lớn tờ rơi chống Triều Tiên ở khu vực thủ đô Bình Nhưỡng. Gọi đây là một hành động khiêu khích chính trị và quân sự có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Triều Tiên cho hay, máy bay không người lái của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng vào ban đêm trong tuần trước và cả tuần này. Cơ quan này kêu gọi Hàn Quốc nên ngay lập tức chấm dứt hành động khiêu khích vô trách nhiệm và nguy hiểm có thể gây ra cuộc xung đột vũ trang và dẫn đến nhiều chiến tranh giữa hai bên. Hãng tin KCNA đã đăng tải những bức ảnh cho thấy một vật thể hình tam giác mờ đã được dán nhãn là máy bay không người lái UAV thả một vật thể được dán nhãn là bó tờ rơi. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết sẽ không có thêm cảnh báo và nước này sẽ ngay lập tức hành động trong trường hợp Hàn Quốc tiếp tục điều máy bay không người lái vào lãnh thổ của mình. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không xác nhận những cáo buộc của Triều Tiên nhưng đề cập đến việc Triều Tiên thả những quả bóng bay có gắn túi rác vào không phận Hàn Quốc. Báo cáo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các hoạt động thả bóng bay được thực hiện vào ngày 11 tháng 10. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, họ đang điều tra xem liệu có một nhóm tư nhân nào đó đã gửi tờ rơi vào Triều Tiên hay không. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý, bão Milton gây lốc xoáy can quét bang Florida, Mỹ, công tác khắc phục hậu quả của siêu bão đang được các lực lượng chức năng gấp rút khẩn trương thực hiện. Mặc dù thống đốc bang Florida Ron DeSantis cảnh báo thiệt hại vẫn còn đáng kể và lũ lụt vẫn là mối lo ngại lớn, song trấn an, cơn bão rất lớn nhưng may mắn thay đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Nó đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão như đã báo cáo ban đầu, nhìn chung không đáng kể như những gì từng quan sát được đối với cơn bão Helen trước đó. Ông Ron DeSantis thông báo bão đã tạo ra hàng chục cơn lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều hạt, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, sẽ toạc toàn bộ mái sân vận động Tropicana Field. Khoảng 9.000 lính vệ binh của gia đã được triển khai ở Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra còn có 50.000 công nhân lưới điện được điều động để xử lý tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đội tìm kiếm cứu hộ cũng được huy động sẵn sàng, ứng trực ngay khi cơn bão đi qua, làm việc suốt đêm nếu cần thiết chuyên trang theo dõi mạng lưới điện của Mỹ poweroutstage.us ước tính. Tới chiều ngày 10 tháng 10, hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida trong cảnh mất điện, trong đó những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các hạt Hardy, Sarasota, Hillborough và Manatee. Hiện bang Florida vẫn đang chìm trong tình trạng nguy hiểm do lũ lụt trên sông sau khi lượng mưa lên tới 457 mm. Tổng thống Joe Biden cho biết, Quốc hội Mỹ nên họp trở lại để giải quyết nhu cầu tài trợ cứu trợ thiên tai sau cơn bão. Sẽ cần đến hàng tỷ đô la Mỹ, đây sẽ không phải là vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại chúng tôi đang triển khai hành động ngày tức khắc nhằm đảm bảo mọi người được tiếp cận nguồn cứu trợ khẩn cấp mà họ đang cần. Trong khi đó, người dân Florida đang chật vật đối mặt với tình cảnh bão trồng bão bởi chỉ hai tuần trước họ đã phải khổ sở với bão Helen với 2 triệu người được lệnh sơ tán. Thiệt hại do hai cơn bão này có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích ước tính, bão Milton có thể gây thiệt hại ngang bằng với cơn bão Katrina. Năm 2005, thảm họa thiên nhiên được đánh giá là gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử vov cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại